Các bạn thân mến, nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn nhà cực kỳ đẹp. Phải nói là căn nhà đẹp nhất ở khu đô thị Tân Long 2. Nằm ở phường Uyên Hưng, trung tâm phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Thì các bạn đều biết rằng là phường Uyên Hưng chính là trung tâm hành chính của thị xã Tân Uyên. Và căn nhà này với diện tích đất là ngang 5 và sâu tới 15 m, tổng diện tích là 75 m, phun thổ cư. Về hè các bạn có thể thấy rồi, 3 m và đường nhựa đầy đủ rồi. Và đặc biệt đây là cái nơi mà tốc độ tăng giá từ 20 cho đến 50 triệu đồng như một tuần. 20 đến, chúng tôi nhấn mạnh 20 đến 50 triệu đồng một nền một tuần các bạn ạ. Cực kỳ là hot. Và trung bình là một tuần khoảng 2 cho đến 3 căn nhà được khởi công xây dựng. Chúng ta đang bước lên tầng 2 của căn nhà này. Căn nhà hoàn thiện rồi các bạn nhé. Không phải là căn nhà hoàn thiện thô, mà căn nhà gần như hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Đây là phòng ngủ. Còn đây là ban công phía sau. Nhà vệ sinh ở phía trên cực kỳ là hiện đại các bạn nhé. Đây là toàn cảnh phía sau của khu đô thị Tân Long 2. Từ gạch men, chúng tôi rất là ấn tượng với gạch men này. Gạch men ốp dưới sàn nhà, gạch men ốp ở cầu thang. Và cầu thang này thì gỗ và kính cực kỳ đẹp. Giếng trời các bạn ạ, giếng trời ở ngay trên phía dưới cầu thang. Trên cầu thang. Đây là phòng ngủ phía trên cầu thang. Phòng ngủ của tầng 2 các bạn ạ. Thực sự với thiết kế như thế này chúng tôi cực kỳ là ấn tượng. Và với mức giá là 2 tỷ 1, mức giá này gần như là không thương lượng các bạn nhé. Đấy là chúng tôi phải bật mí trước. Đây là nhà bếp. Và căn nhà đã hoàn thiện. Bóng đèn đang để sẵn đây, chỉ phải treo lên thôi. Đây là tủ bếp các bạn ạ. Cực kỳ là hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng với giá 2 tỷ 1 cho một căn nhà diện tích đất là 75 m², với hè đây rất là đẹp. Giá này cực kỳ là hấp dẫn. Chúng ta hãy nhìn một vòng từ bên ngoài các bạn nhé. Đây là phía trước của căn nhà. Thiết kế rất là đẹp. 2 tỷ 1. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi, luôn luôn ở phía trên và góc phải màn hình của các bạn. Còn bây giờ, Videoland xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những lô đất tiếp theo.